ok xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh youtube của motion atm và lại là huy đây và video này thì sẽ rất là khác với các video thường ngày ha thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để thông báo cho tất cả các anh em về một cái mini game nho nhỏ của team mình team motion atm và team mình sẽ tổ chức cho tất cả các anh em ở trên kênh youtube của team mình và như mình đã có chia sẻ trước với anh em về cuộc thi này ở các số video trước rồi ha và cuộc thi này có tên á là share video nhận lì xì và phần thưởng của cuộc thi này thì sẽ là những chiếc phong bao lì xì đẹp mắt đến từ tim mình ha như em thấy trên màn hình thì đây là những chiếc phong bao lì xì đến từ tim mình muốn gửi cho tất cả các anh em ở trong cái à, sự kiện hôm nay, sự kiện à, cách kéo dài từ ngày 21 23 tháng 1 anh em thấy là thời gian bắt đầu sự kiện á là từ ngày 23 tháng 1 cho đến 23 giờ 59 phút ngày 25 tháng 1. Có thể nói là à, từ ngày 23 tháng 1 là ngày hôm nay ha, cho đến hết ngày 25 tháng 1 ha. Và phần thưởng á sẽ là 15 cái đại hồng bao, 15 đại hồng bao anh em. Chúng ta sẽ có 15 giải và 15 cái đại hồng bao và mỗi cái đại hồng bao á là sẽ có 18 cái phong bao ha. Và cách thức tham gia thì nó sẽ rất là đơn giản thì mình sẽ nói sơ hướng dẫn sơ qua cho anh em luôn. Thì uh, cái cách thức á chỉ cần anh em like, share cái video của team mình trên lên cái kênh uh, Facebook ha, Facebook của anh em ha. Ví dụ như anh em uh, các anh em vào truy cập vào cái kênh YouTube của team mình. Thì cái kênh này thì anh em cũng quá quen thuộc rồi. Đó là kênh YouTube Machine ATM. Anh em xem một cái video nào đó ha, sau đó À, anh em à, like và bấm nút share thì nó sẽ hiện ra anh em ấn vào nút là Facebook thì nó sẽ share lên, lên, Facebook ha và anh em nhớ là anh em cũng hãy để ý cái hash các cái hashtag nó đúng thì yêu cầu quy định của team mình thì nó thì nó sẽ rất là uh, dễ trúng ha. còn anh em là để sai thì sẽ rất là khó trúng như anh em có thể gõ ở đây cái hashtag đó là anh em ấn này dấu thăng này anh em ấn lì xì merging ATM. Đây, anh em có thể thấy, ly à, dấu thăng ha, ly xí ATM. Sau đó anh em cắt ra, anh em điền username Telegram của anh em vào ha. Như mình là username Telegram của mình nữa có thể là huy ngô nè. Có thể là huy ngô như vậy đây. mà anh em cắt ra, à, anh em có thể điền thêm một câu à, một câu đó có thể là câu cảm nhận về cái tim mình ở trên merging ATM hoặc là các câu nào đó à, là mình, động lực hoặc là mục tiêu của anh em trong năm 2021. Thì anh em ấn sau đó thì anh em ấn post choose Facebook ha. Ấn đăng lên Facebook thì nó sẽ đăng lên Facebook và những cái này á thì team mình cũng đã có hướng dẫn anh em ở trong cái website của team mình rồi. Anh em có thể lên đây và xem ha. Website machine com này thì đã có một cái bài viết hướng dẫn cho anh em rồi. Anh em có thể lên đây xem ha, có hướng dẫn cả cho anh em luôn. Ok. Và uh, thì thời gian sẽ là từ ngày hôm nay ha anh em Đến hết ngày 25 tháng 1 Và phương thức Team mình chọn ra người chiến thắng á Sẽ là random ha Và team mình sẽ thông báo cho người trúng giải Thông qua kênh channel telegram của team mình Và khi mà team mình thông báo Có kết quả trúng giải á Thì anh em vui lòng liên hệ với admin Để cung cấp địa chỉ Giao hàng sớm nhất ha Và team mình sẽ free ship uh, Toàn lãnh thổ Việt Nam cho tất cả các anh em Ở uh, và chỉ còn anh em thấy là chỉ còn có 20 ngày nữa thì chúng ta sẽ đón tết âm lịch và hiện tại thì anh em đã về bờ về bờ theo tim mình hết chưa ta à, thì anh em cũng đã mua vé để chuẩn bị về quê ăn tết năm nay chưa à, lý do mà tim mình tạo ra một cái mini game này á, chủ yếu là giúp anh em vui là chính chứ không quan trọng về giải thưởng ha à, nên anh em cũng đừng có đặt nặng cái vấn đề đó và team mình thì cũng xin cảm ơn tất cả các anh em trong năm vừa qua đã luôn ủng hộ cho kênh youtube cũng của team cũng như là anh em luôn follow theo những bước chân của team mình trong năm vừa rồi và song song với đó thì chúng ta cũng có những cái con tàu uh, chở đầy anh em ha dù có lệnh thắng uh, lệnh thua nhưng mà tổng kết chúng ta vẫn có lãi thì uh, chúng ta đã rất là thành công trong cái lĩnh vực trading năm nay rồi ha hai anh em À, và đặc biệt á thì trong giai đoạn mà uptrend ở thời điểm hiện tại anh em thấy là hiện tại là cái thời điểm mà mình cho rằng là đây là thời điểm uptrend ha thì năm 2021 cũng là năm tăng sửu ha là năm con trâu mà con trâu á trong lĩnh vực tài chính thể hiện một sự tăng trưởng cho thị trường và vì vậy á, trong năm 2021 à, này á thì team mình hy vọng sẽ à, hy vọng sẽ góp một phần nhỏ nhỏ giúp cho tất cả các anh em kiếm được lợi nhuận từ cái thị trường này ha và team mình cũng rất là luôn welcome à, tất cả các anh em ủng hộ kênh youtube của team mình và chúc anh em sẽ về bờ trước tết âm lịch để có một cái tết thật là an yên không thấp thỏm lo sợ trong mùa tết này ha và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi với các video thông báo của team mình và hẹn gặp lại anh em ở các số video tiếp theo xin cảm ơn tất cả các anh em